Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin 24 giờ. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe để đón xem bản tin trên kênh tổng hợp bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để ban biên tập chúng tôi có thêm những động lực gửi đến quý vị và các bạn những video thực sự hữu ích. Ngay sau đây là những nội dung chính có trong chương trình. Theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc công bố hôm 16 tháng 9, số người chết do lũ lụt tàn khốc ở thành phố ven biển phía đông Dena của Libya đã tăng lên ít nhất 11.300 người, ngay cả khi những nỗ lực tìm kiếm tiếp tục và dự kiến sẽ tìm thấy thêm nhiều nạn nhân. Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên Hợp Quốc cho biết thêm 170 người đã thiệt mạng bên ngoài Dena do lũ lụt, và chỉ riêng ở Dena ít nhất 10.100 người vẫn đang mất tích. Những con số này dự kiến sẽ tăng lên khi các đội tìm kiếm và cứu hộ làm việc không mệt mỏi để tìm kiếm những người còn sống sót. Cơ quan này nói thêm, Liên Hợp Quốc thông tin hơn 40.000 người đã phải di rời trên khắp vùng đông bắc của Libya kể từ khi lượng mưa cực lớn do bão Daniel mang lại gây ra những trận lũ lụt kinh hoàng. Các chuyên gia cho biết tác động của cơn bão đã trở nên trầm trọng hơn do sự kết hợp của yếu tố bao gồm cơ sở hạ tầng xuống cấp, cảnh báo không đầy đủ và ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng khí hậu đang gia tăng. Dena, tâm trấn của thảm họa, bị chia cắt thành hai phần sau khi nước lũ cuốn trôi toàn bộ khu vực lân cận, khu vực có dân số khoảng 100.000 người trước thảm họa. Đã có ít nhất 30.000 người phải di rời, chỉ riêng ở Dena. OCHA đã nói, với hàng nghìn người phải di rời, hiện đang di chuyển, nguy cơ tiếp xúc với bom mìn, vật liệu nổ chiến tranh còn sót lại sau nhiều năm xung đột đang gia tăng cũng vì nước lũ. Gần 300.000 trẻ em hứng chịu lũ lụt do bão Dena phải đối mặt với nguy cơ bệnh tả, suy dinh dưỡng, tiêu chảy và mất nước ngày càng tăng. Báo cáo cho biết thêm trẻ em cũng phải đối mặt với nguy cơ bạo lực và bóc lột ngày càng gia tăng, thi thể đang bị phân hủy nghiêm trọng trên biển. Lực lượng cứu hộ đang đi qua các tòa nhà bị sập và tìm kiếm trên biển để vớt xác những người hy vọng tìm thấy còn sống sót và tiếp tục giảm dần. Các cơ quan cứu hộ quốc tế cho biết hầu hết các xác chết đều ở dưới nước, đồng thời kêu gọi thêm thiết bị và trục vớt các xác chết từ Địa Trung Hải. Các thi thể đang phân hủy nghiêm trọng và có lúc không thể lấy lại được. Đại diện phái bộ của Tunisia cho biết thêm trong cuộc gặp với những người đồng cấp ở Nga, các nước Ả Rập và Thổ Nhĩ Kỳ, Ý. Người đại diện nói thêm, chúng tôi cần được hỗ trợ để sự can thiệp của chúng tôi hiệu quả hơn. Các đại diện phái đoàn từ Ai Cập và UAE mô tả việc thấy thi thể ở các vịnh và vịnh nhỏ ở Địa Trung Hải. Trong đó nhiều thi thể chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền. Một đại diện của phái bộ Algeria cho biết, các đội đã phát hiện khoảng 50 thi thể từ một vách đá cách cảng Dena khoảng 7 hải lý, nhưng nói thêm rằng khu vực này chỉ có thợ lặn và thuyền mới có thể tiếp cận được. Đại diện Ai Cập cho biết, nếu có được thuyền phù hợp, chúng tôi có thể vớt được 100 thi thể mỗi ngày. Các nhóm cảnh báo các thi thể cũng bị mắc kẹt dưới đống bùn tại các khu dân cư còn đông người ở Dena và có thể gây ra một cuộc khủng hoảng về sức khỏe nếu các khu vực này không được sơ tán. Vỡ đập ở Libya, thảm họa đã được báo trước. Trong nhiều năm, các chuyên gia đã cảnh báo việc người dân ở thành phố Dena, đông bắc Libya phải sống trong tình trạng nguy hiểm cao độ vì hai con đập có thể sập bất cứ lúc nào. Ngày 11 tháng 9, bão Daniel đổ bộ vào vùng đông bắc của Libya gây thiệt hại trên diện rộng dọc theo bờ biển, đặc biệt là các thành phố Dena và Anbaida. Tại Dena, lượng mưa đã vượt quá 100mm chỉ trong 3 ngày, trong khi lượng mưa trung bình hàng năm trong cả tháng 9 thường chỉ dưới 1,5mm. Mưa lớn bất thường khiến nước dâng cao gây ra vỡ đập, tạo ra lũ quét kinh hoàng, tràn qua thành phố Dena, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hai đập bị vỡ ngày 11 tháng 9 được xây dựng cách đây khoảng nửa thế kỷ, từ năm 1973 đến năm 1977. Đập Dena cao 75m với sức chứa 18 triệu mét khối nước, đập Mansao cao 45m với sức chứa 1,5 triệu mét khối nước. Theo thống kê của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya, ít nhất 11.300 người đã thiệt mạng và hơn 10.000 người khác mất tích trong thảm họa. Theo tiết lộ mới đăng trên báo của Anh Daily Mail, một nghiên cứu chỉ ra vào năm 1998 rằng có các vết nứt sâu ở bên trong hai con đập. Nhưng chính phủ Libya dưới thời nhà độc tài Muammar Gaddafi chỉ bắt đầu sửa chữa hai con đập vào năm 2010. Hợp đồng sửa chữa được chính phủ Libya ký với một công ty của Thổ Nhĩ Kỳ. 4 tháng sau khi bắt đầu dự án sửa chữa, chiến tranh nổ ra, từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2011, phe nổi dậy Libya được NATO hậu thuẫn lật đổ chính phủ của nhà độc tài Muammar Gaddafi. Xung đột đã khiến các công ty nước ngoài rút khỏi Libya và dự án sửa chữa hai con đập bị đình chỉ vô thời hạn. Tiến sĩ Andel Wanis Asso, kỹ sư thủy lực hàng đầu tại Đại học Omaha Musta ở Libya, từng đưa ra cảnh báo vào năm 2022 rằng nếu lũ lụt xảy ra ở khu vực thì hậu quả vô cùng thảm khốc. Trong trường hợp xảy ra một trận lũ lớn, đó sẽ là thảm họa đối với người dân sống ở thung lũng và thành phố ven biển. Tiến sĩ Asso khi đó đã nói. Tiến sĩ Asso cho biết, các kỹ sư xây dựng hai con đập vào những năm 1970 đã không thể lường trước được sự biến đổi môi trường ở khu vực sau hơn 50 năm. Hiện nay, khu vực đông bắc của Libya ngày càng bị sa mạc hóa, nghĩa là ngày càng ít các loại thực vật có khả năng hấp thu nước tồn tại. Tiến sĩ Asso từng kêu gọi chính phủ miền đông của Libya xem xét vấn đề một cách nghiêm túc, giảm nguy cơ lũ lụt bằng cách bảo trì định kỳ các công trình quan trọng và tăng cường phủ xanh để ngăn chặn tình trạng sa mạc hóa.
Tuy nhiên, Libya hiện vẫn đang trong tình trạng nội chiến kể từ năm 2014, với hai chính phủ tồn tại song song, nên các vấn đề chưa được quan tâm đúng mực. Năm 2021, các kiểm toán viên thuộc chính quyền miền đông Libya phát hiện khoản tiền 2,5 triệu USD được phê duyệt để chi cho sửa chữa hai con đập chưa từng được sử dụng đúng mục đích. Giới chức Libya khi đó đã đổ lỗi cho Bộ Tài nguyên nước. Sau thảm họa, các công tố viên của Libya đã cam kết sẽ điều tra tận gốc vấn đề và xác minh quỹ bảo trì hai con đập đã được sử dụng vào mục đích gì. Tổng công tố của Libya, Osedis Alsal, đã nói khẳng định rằng bất cứ ai mắc lỗi dẫn đến thảm họa sẽ bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Saleh Hachaoui, chuyên gia am hiểu về Libya tại Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia London của Anh, đã nói với một cuộc điều tra có thể đặt ra thách thức đặc biệt với cơ quan tư pháp vì vấn đề có thể liên quan đến các cấp lãnh đạo cao nhất ở chính quyền miền đông và miền tây của Libya. Quá nhiều thi thể người sau vỡ đập, Libya phong tỏa thành phố Dena. Chỉ có nhân viên cứu hộ mới được phép vào trong thành phố Dena, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sau thảm họa vỡ đập gây ra lũ lụt ở miền đông Libya. Nhà chức trách miền đông Libya đã phong tỏa thành phố Dena trong nỗ lực nhằm giúp các nhân viên cứu hộ có không gian để thu hồi các thi thể nạn nhân, cũng như tránh nguy cơ người sống sót bị nhiễm bệnh. Nhiều ngày trôi qua kể từ khi thảm họa xảy ra, có những nỗi lo ngại về việc nhiều thi thể bị phân hủy gây ra ô nhiễm môi trường. Salemo Fazani, quan chức chịu trách nhiệm về lực lượng cứu hộ khẩn cấp ở miền đông Libya cho biết chỉ các đội tìm kiếm và cứu hộ mới được phép vào bên trong thành phố. Theo ông Ofenazi, hầu hết người dân đã tự nguyện sơ tán tạm thời. Nhà chức trách đã phong tỏa thành phố sau khi tổ chức trăng lưỡi điểm đỏ ở Libya, dự đoán số người chết và mất tích sẽ còn tăng cao. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi quyên góp 71 triệu USD, cho biết khoảng 884.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa lũ lụt ở miền đông của Libya. Các thi thể nằm rải rác trên đường phố, giặt vào bờ và bị chôn vùi dưới những tòa nhà đổ nát. Chỉ trong 2 giờ, chúng tôi đã phát hiện hơn 200 thi thể trên bãi biển gần Dena. Bilesh Saslau, giám đốc pháp y khu vực châu Phi của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, đã trả lời họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ. Các thợ lặn cũng đang rà soát vùng nước ven biển của thành phố. Pierre Gossmat, người đứng đầu một đơn vị pháp y của Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế cho biết, vấn đề không phải xác định là số xác chết phân hủy gây ra dịch bệnh, mà là nguy cơ những người còn sống sót sau thảm họa bị nhiễm bệnh, đặc biệt là nguy cơ ô nhiễm nguồn nước. Cơ quan y tế Libya đã ghi nhận hơn 40 trường hợp ngộ độc vì uống nước ở Dena. Ibrahim Al-Aribi, Bộ trưởng Y tế của Libya, nói với Reuters rằng có nguy cơ nước ngầm bị ô nhiễm do nước trộn lẫn các xác người chết và động vật phân hủy, cũng như rác thải, các chất hóa học. Ông kêu gọi mọi người không đến gần các miệng giếng ở Dena. Nhà chức trách của Libya ngày 15 tháng 9 thông báo có hơn 11.000 người được xác định là thiệt mạng trong thảm họa. Theo ước tính của chính quyền thành phố Dena, có tới 18.000 đến 20.000 người có thể đã bị thiệt mạng chỉ tính riêng ở khu vực thành phố. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp trên kênh Bản tin 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo và đừng quên gửi comment ở phía dưới video để chúng tôi kịp thời hồi đáp. Còn bây giờ, xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.